mình thấy rằng là mình không cần giỏi, bởi vì mình chả biết cái gì cả. Đấy. Cứ mua vứt đấy thôi, cái sóng nó lên, thế là tự nhiên là gì ạ? Sóng lên thuyền lên. Thế thì thằng coin này, thế đợt này là nó đang vào tầm độ là nửa nửa đầu của cái uptrend. Thực ra cái uptrend nó bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, bắt đầu rục dịch là bắt đầu từ tháng 10 tháng 11 năm 2023 là nó có dấu hiệu tăng, và đến tháng 11 tháng 12 nó tăng rất là nhanh. Nhưng thực sự mà nó tăng mạnh nhất thì đấy là gì ạ? Đấy là bắt đầu từ tháng 2, bắt đầu từ tháng 2 năm 2024 thì tăng phi mã luôn, kể cả vàng hay là Bitcoin, ETH hay là BNB hay là tất cả những cái đồng coin top thì đều tăng rất là mạnh. Và sau khoảng độ tầm nửa tháng đến một tháng, Bitcoin tăng cực kỳ mạnh và số lượng vốn hóa của thị trường coin tăng hơn 50%, mà 50% nó khoảng độ hơn nghìn tỷ, hơn nghìn tỷ đổ tiền vào trong thị trường coin. Thì khi đó anh em biết là gì ạ? Là thị trường nó đang có một dòng tiền cực kỳ tốt. Và sau đó thì bắt đầu các cái đồng coin nhỏ hơn, đấy, các cái đồng coin nhỏ hơn bắt đầu nó tăng giá. Đấy. Và sau đó thì bắt đầu các cái đồng coin như là Dogecoin rồi là Pepe rồi các cái đồng coin gọi là gần như là coin rác nó cũng tăng. Như vậy anh chị em thấy là gì ạ? Khi mà sóng lên ấy, thì không cần phải hay, không cần phải giỏi, nó vẫn lên và mình vẫn kiếm được tiền. Và mình chỉ kiếm tiền khi mà gì ạ? Khi còn sóng thôi. Thì hết sóng thì đến Bitcoin cũng giảm, ETH cũng giảm, BNB cũng giảm, coin mẹ nào cũng giảm hết. Có đúng không ạ? Những cái con Dogecoin, con meme nó có cái tác dụng gì đâu? Chả có tác dụng gì cả. Đấy. Mấy con pepe các thứ đấy nó có tác dụng nữa, nó chẳng có một cái ứng dụng gì cả. Thế mà nó vẫn còn vẫn tăng, nó tăng lên mấy trăm phần trăm, mấy nghìn phần trăm luôn. Đấy, thế thì mình mới thấy rằng là gì ạ? Là bây giờ mình đã lỡ bỏ bỏ lỡ cái các cái sóng trước đây rồi. Mà bây giờ mình bỏ lỡ nữa thì nó hơi phí. Đấy, cho nên là đợt này thì Huy tập trung hỗ trợ anh em. Thứ nhất đấy là hold coin. Đấy, tức là mình tìm cái vị trí nào mà ngon, vị thế nào ngon. Mình hold những cái coin tốt như là ETH, BNB, BTC các thứ. Đấy, đấy là mình hold. Những anh chị em mà vốn lớn thì mình hold những cái con coin tốt đấy. Nhưng mà phải nhớ là vào được cái vị thế tốt. Thế nhưng anh em mà vào cái vị thế không tốt thì sao? Thì lúc đấy thì mình hoặc là vốn ít thì sao? Thì lúc đấy mình không hold được thì mình sẽ chuyển sang là chơi coin. Nhưng mà chơi coin thì sao ạ? Thì nó rất là khó, khó để mà chơi, mà mình lại không có thời gian, không có kỹ thuật, không biết phân tích kỹ thuật, rồi không am hiểu thị trường, rồi không có gọi là thời gian để mà mình ngồi soi từng mã rồi nó lên xuống nhích nhích nhích. Thì lúc đấy thì nó nảy sinh ra một cái đấy là copy trade. Thì Huy hiện nay Huy đang hỗ trợ anh em copy trade rất nhiều. Đấy, và ngoài ra thì gần đây thì Huy cũng có nghiên cứu một số cái dự án coin. Đấy. Nhưng tuyệt đối thì Huy né tất cả những cái coin đa cấp. Những cái coin đa cấp là Huy né hết. Tại sao? Bởi vì qua mấy lần sóng thì Huy thấy là coin đa cấp thì kiếm được không? Kiếm được, kiếm rất ác luôn. Đấy, nhưng mà nó để lại hệ lụy cực kỳ lớn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lòng tham quá lớn. À, khi mà anh em vào coin đa cấp ấy, thì anh chị em biết rồi là nó cứ trả lãi 20% một tháng, 24% một tháng, 28% một tháng, 32% một tháng, 36% một tháng, thậm chí là 60% một tháng. Đấy, thế anh em là cứ all in rồi là cắm nhà, cắm xe và all in vào lúc mà nó gì ạ? Nó sập một lúc, một phát mà coin đa cấp nó sập bất kể lúc nào, kể cả trend đang lên nó vẫn sập bình thường. Kể cả Bitcoin đang lên đỉnh nó vẫn cứ sập bình thường. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cộng đồng nó xả. Đấy, cho nên là lợi nhuận thì cực kỳ cao nhưng mà Huy không chơi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì rủi ro lớn cộng với cả hệ lụy rất lớn. Mình vào ít xong mình rút sớm thì không sao, nhưng anh em vào sau anh em chơi all in, anh em bán nhà, cắm nhà cắm xe anh em chơi. Xong đến lúc sau là gì ạ? Đến lúc sau anh em thoát không kịp thì chết. Và lúc đấy thì mình vô tình mình lại gây gọi là gây họa. Đấy, cho nên là mình tìm những cái coin nào nó lợi nhuận nó cũng trung bình thôi, thấp thôi, không cần quá cao. Đấy, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó mang tính chất là an toàn. Đấy, nhớ này, an toàn nhưng mà nó phải theo đúng cái trend, đúng cái sóng. Lúc mà hết sóng rồi như Huy nói ấy, là coin tốt nó cũng chết, cho nên là an toàn đến mấy thì cũng gì ạ? Cũng chết. Anh chị em nhớ điều này nhá. Cho nên tất cả các cái dự án ấy thì anh chị em nhớ là chúng ta chỉ theo theo gọi là theo tháng thôi, đừng tính theo năm. Được chưa? Anh chị em đừng bao giờ tính dự án theo năm. Với anh em chơi dự án mà đa cấp ấy, là cứ tính là mỗi một tháng là mình kiếm được 20%, 30%, xong mình nhân lên 1 năm, nhân lên 2 năm, nhân lên 10 năm, không có chuyện đấy đâu. Được chưa? Đấy, tất cả các dự án anh em cứ theo tầm
5 tháng 6 tháng là ngon rồi, là lúc đấy là rút là ok rồi. Đấy là dự án ngon nhé. Còn dự án không ngon thì em theo 3 tháng và anh em rút. Đấy là tùy nhé, tùy vào trend, tùy vào thị trường, tùy vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Đấy, chứ không phải tất cả nó đều giống nhau như vậy, nhưng mình chỉ tính theo tháng thôi, đừng tính là 1-2 năm kinh khủng. Đấy, ok không ạ? Rồi, thế thì ngày hôm nay thì mình chia sẻ với anh chị em một cái dự án mà Huy thấy cũng rất là ok. Đấy, dự án này thì cũng rất là mới với Huy. Thực ra thì Huy đã tìm hiểu rất nhiều dự án rồi, cho nên khi mà nhìn thấy một cái dự án và nghiên cứu là Huy biết ngay những cái điểm mấu chốt của nó, điểm nào là điểm cần thiết, điểm nào là điểm key, điểm nào là điểm khiến cho dự án này nó có thể thành công trong thời gian tới, và điểm nào sẽ giúp cho dự án đi được xa, điểm nào giúp dự án có thể kiếm được tiền. Đấy, thì giống như anh chị em đi mua đất ấy, nếu mà anh chị em mới lần đầu tiên cầm tiền đi mua đất thì anh chị em xem chán chê, anh chị em không lựa chọn được. Đấy, nhưng nếu anh chị em là cái người mà đã sành sỏi trong cái bất động sản rồi thì thậm chí anh chị em mua đất trong vòng 5 phút thôi, gặp cái miếng đất đấy, xem cái giá đấy, nhìn cái địa hình đấy, check cái bản đồ là phát là có thể xuống tiền cọc luôn. Đấy là cái kinh nghiệm của cái người mà đã có nhiều cái trải nghiệm đó. Thì Huy thì từ năm 2017 2018 thì Huy đã có một cái kênh gọi kênh Coin Review. Cái kênh Coin Review đấy là Huy chuyên review các loại coin trước khi lên sàn, gọi là ICO. Đấy là Huy chia sẻ cho anh chị em để anh chị em chọn cái coin nào nó tốt để mà khi mà lên sàn phát là nó bay. Đó, thì có những cái đồng coin mà Huy chỉ dựa vào một cái video thôi, Huy làm affiliate thì dựa vào một cái video Huy phân tích cái đồng coin đấy, thì anh chị em vào anh chị em đăng ký theo cái đường link của Huy thì từ một cái đồng coin ấy thôi nó Huy kiếm được 17.000 đô. Đấy, 17.000 đô từ cái link affiliate, mình đầu tư khoảng 1.000 đô thôi. Đấy, đầu tư 1.000 đô. Đó, không đến 1.000 đô, bởi vì mỗi một dự án thì đều chia chia các cái vốn của mình ra. Đó, thì mỗi một dự án thì đâu đó khoảng 500 đô. Đó, nhưng riêng cái link affiliate mà mỗi người mua ấy, là Huy kiếm được khoảng độ 5% số coin, cái số token mà họ mua. Đó, vậy mà Huy kiếm được 17.000 đô từ một cái video này, từ một cái video phân tích cái đồng coin đấy. Đấy, anh chị em thấy rằng là đấy là một cái nhận định rất là chính xác. Tất nhiên thì không phải đồng coin nào nhưng nhận định thì nó cũng lên, nó cũng gọi là nó cũng tăng giá như vậy, đúng không ạ? Đấy, thì sau đó thì Huy cũng chia sẻ và cũng cảnh báo rất nhiều anh chị em cái giai đoạn 2018 đấy. Huy cảnh báo rất nhiều anh chị em tham gia những đồng coin đa cấp, và trong cái cộng đồng của Huy ấy, thì hầu như mọi người thoát được hết các cái đồng coin đa cấp và không bị mất tiền. Đấy, những cái như là BCH cái gì đấy, Fancoin, ABC nhiều lắm, đúng không? Bitconnect, ABC, một toàn những cái coin mà sau thời gian thì nó scam ấy, scam. Ngày xưa thì có cái thằng Tuấn scam, thằng đấy là chuyên làm các cái dự án đa cấp mà làm mạnh lắm. Đó. Thế thì mình biết được cái cách mà dòng tiền nó chảy như nào, cho nên là mình phân tích và tìm ra những cái mấu chốt để anh chị em có thể yên tâm tham gia các cái dự án. Đấy, chia sẻ một chút về cái là cái lịch sử cho anh chị em biết rằng là Huy cũng là cái người mà đã lăn lộn trong cái thị trường coin này 4-5 năm nay rồi, chứ không phải là mới tham gia 1-2 năm gần đây đó. Thế thì hôm nay muốn chia sẻ với anh chị em cái dự án nó gọi là Athenet, Athena, Athen Network. Thế thì tại sao Huy lại lựa chọn cái dự án này mà lại chia sẻ với anh em? Đấy, nếu như nó không an toàn thì chắc chắn Huy không chia sẻ. Đấy, bởi vì cái uy tín của mình nó quan trọng hơn là cái gọi là đồng tiền, cho nên là mình chọn cái dự án mà nó tương đối an toàn thôi, chứ còn riêng các cái dự án coin thì anh chị em không bao giờ gọi là nói là an toàn 100%, anh ơi có an toàn không rồi thế này thế kia. Đấy, tất cả những cái chia sẻ của Huy nó chỉ mang tính chất là tham khảo. Đấy, anh chị em thống nhất với Huy cái điều này, tất cả chia sẻ của Huy là mang tính chất tham khảo, anh chị em sẽ phải là người tự đưa ra quyết định, đúng không ạ? Tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Bao nhiêu anh chị em đồng ý với quan điểm này thì chúng ta comment xuống đồng ý để Huy bắt đầu. Ok không ạ? Anh chị em đồng ý, comment là đồng ý. Mình tự đưa ra quyết định của mình, Huy không cầm dao dí cổ anh chị em vào bảo là dạ tham gia đi, mua đi. Được chưa? Huy chỉ là cái người mà biết cái thông tin, biết một cái mẩu thông tin chia sẻ cho anh chị em. Thì thấy là thông tin nó tốt, dựa trên cái cảm quan cá nhân của mình, dựa trên cái nhận
nhận xét cá nhân của mình, sau đó là chia sẻ cho anh em. Còn anh chị em là người quyết định đưa ra cái gọi là quyết định đầu tư, đúng không ạ? Và mình chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình, không có gọi là bắt đền, không có thắc mắc nếu mà chẳng may mà mất tiền, chẳng may mất tiền không có ai nói trước điều gì đấy, cái đấy vì chia sẻ trước như vậy. Được chưa? Rồi thế cái dự án đấy nó như thế nào thì sẽ chia sẻ cụ thể với anh chị em nhé. Ở đây thì trong cái này thì Huy đã có rất nhiều những cái đường link ở đây anh chị em có thể tham khảo. Thì cái đầu tiên anh chị em vào trang chủ này. Đấy. Vào trang chủ của nó thì mình sẽ biết được một số cái thông tin. Đó, một số cái thông tin. Rồi. Chia sẻ cho anh chị em một chút nha. Trước đây Huy có một cái checklist. Khi mà Huy đánh giá một dự án ấy, đánh giá một dự án ấy, thì trước đây thì Huy có một cái checklist với khoảng đâu đó là hơn 50 cái tiêu chí anh em, hơn 50 cái tiêu chí để đánh giá một dự án. Mỗi tiêu chí này được chấm điểm và có trọng số khác nhau, được chưa? Mỗi tiêu chí có tiêu chí trọng số cao, có tiêu chí trọng số thấp và được chấm điểm, và sau đó thì tính tổng điểm trung bình, dự án nào có điểm trung bình cao thì dự án đấy có khả năng tiến được xa, đi được xa, mức độ an toàn cao, rồi có khả năng kiếm lợi nhuận tốt. Đấy thì có gần 50, hơn 50 cái tiêu chí đấy ạ. Đó thì một số cái tiêu chí ví dụ như là cái tính khả thi của dự án, hay là cái sản phẩm, hay là dự án đấy nó phục vụ cái điều gì đấy, rồi white paper, rồi các cái roadmap của nó có rõ ràng hay không, minh bạch hay không đấy, lộ trình phát triển như nào, có khả thi hay không, tầm nhìn như nào, có chuyên nghiệp hay không, cái back end, hệ thống công nghệ của nó có mượt mà, có tốt hay không đấy, rồi business model, tức là cái mô hình kinh doanh của nó có đột phá, có mới mẻ, có cái điều gì đó thú vị, sáng tạo hay không đấy, rồi những cái sự cạnh tranh với các đối thủ như thế nào, rồi công ty với team đó, rồi những cái người founder, core team, rồi những cái người gọi là cố vấn như thế nào, rồi về cộng đồng đấy, về cộng đồng thì như nào đấy, thì rất nhiều các tiêu chí như vậy đó. Cho nên là chúng ta sẽ đánh giá được cái dự án dựa trên nhiều cái tiêu chí khác nhau. Hôm nay thì Huy sẽ tập trung vào những cái tiêu chí chính thôi, để mà đồng coi trong cái giai đoạn uptrend này được gọi là thành công thì có mấy tiêu chí chính như sau. Tiêu chí quan trọng nhất khiến giúp cho đồng coi thắng hay thua, anh chị em biết là tiêu chí gì không? Tại sao cái đồng Dogecoin, cái đồng PP, cái đồng meme, cái đồng chả có tác dụng gì, không có một cái back end gì cả mà nó vẫn tăng trưởng cái hàng nghìn phần trăm? Chị em biết tiêu chí là gì không ạ? Đúng rồi, tiêu chí quan trọng nhất đấy là cộng đồng. Chỉ cần có một cộng đồng đủ lớn, họ tin rằng họ sử dụng cái đồng coin này và họ tin rằng đồng coin này sẽ tăng giá, tức là họ kỳ vọng đồng coin này sẽ tăng giá thì đồng coin sẽ tăng giá. Ví dụ anh chị em tưởng tượng này, thằng BTC nó có tác dụng gì không ạ? Vừa đắt, phí chuyển mạng thì cao mà chả có một ứng dụng gì cả, nhưng mà giá nó vẫn cứ tăng ù ù. Tại sao ạ? Bởi vì nhiều người sở hữu nó, nhiều người tin rằng nó sẽ tăng giá thì nó tăng giá. Ê, đúng không ạ? Thằng ETH thì nó còn nhiều tác dụng, nó nhiều ứng dụng, nhưng thằng BTC chả có ứng dụng gì cả, thế mà nó vẫn cứ tăng giá. Đấy, cho nên cộng đồng sẽ quyết định đồng coin đấy tăng hay giảm, kể cả nó vớ vẩn, kể cả nó chẳng có tác dụng gì cả. Đấy, tất nhiên nếu mà mình có một cái dự án mà lại có những cái tác dụng, có những cái công dụng thêm vào nữa thì nó càng tốt, đúng không ạ? Đấy, anh em đồng ý với Huy thì comment xuống từ cộng đồng nhá, comment xuống từ cộng đồng, Huy biết anh chị em vẫn còn ở đấy, không thì nó lại anh em ao hết, Huy lại cứ tưởng là còn cứ thao thao bất tuyệt của mình, bởi vì khi Huy chia sẻ màn hình ấy là Huy không nhìn thấy tất cả anh chị em,
Được chưa? Anh chị em comment xuống để Vi biết anh chị em vẫn còn ở trong phòng Zoom để mình nghiêm túc mình tìm hiểu, mình làm việc với nhau. Ở đây thì Vi chia sẻ thì gọi là không có lấy phí gì cả. Anh chị em nghe miễn phí nhưng mà mình tôn trọng nhau một tí, đúng không ạ? Comment cho gọi là năng lượng phòng Zoom. Rồi. Thứ nhất thì cảm quan, nhìn quảng cảm quan về website là rất là chuyên nghiệp. Đấy, mượt mà, chuyên nghiệp, khá là đẹp mắt, bắt mắt, được chưa? Đó, đấy là cái cảm quan đầu tiên nhé. Cái thứ hai là thằng này nó đã có app ở trên App Store và Google Play Store, tức là Android và iOS. Để mà những cái dự án mà có app ở trên hai nền tảng này thì đấy là một điểm cộng rất là ok. Rồi chút nữa Huy sẽ cho anh chị em xem cái app của nó chạy rất là mượt. Đấy, như vậy là Huy đánh giá đầu tiên, Huy đánh giá là nền tảng công nghệ của thằng này rất là ổn. Được chưa? Rồi, còn những cái roadmap này, rồi white paper này thì thực ra là cái này anh chị em cũng đọc biết vậy thôi, bởi vì nó ghi vậy thì mình biết vậy. Chứ còn phải xem thực tế. Ví dụ nó bảo là đến quý 2 là có mainnet chẳng hạn thế, nhưng mà nó bảo là đến quý 2 tao bận tao chưa làm được thì phải đến quý 3 chẳng hạn thế, thì lúc đấy nó phải tùy tình hình. Đây nó chỉ là dự tính thôi nhá, nó dự tính thôi cho nên là đọc biết vậy thôi, được chưa? Nhưng có những cái chỉ số mà anh chị em có thể biết được, đấy là gì ạ? Cộng đồng của thằng này hiện nay đã lên hơn 4 triệu người kể từ khi nó ra mắt cộng đồng vào khoảng cách đây khoảng hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng thì nó bắt đầu public cái app và bắt đầu cho đào coin. Đấy, ở quý 3 năm 2023 thì bắt đầu nó ra mắt cái app version 1, tức là thử nghiệm thôi. Và những anh em ở giai đoạn đầu ấy thì gần như là bỏ hết rồi, bởi vì sao ạ? Ở giai đoạn đầu là cái app nó lỗi tùm lum hết cả, cho nên là ít anh chị em nào mà ở giai đoạn đầu mà còn trụ đến bây giờ lắm. Đấy, đến tận quý 4 năm 2023, tức là cuối năm 2023 thì cái app version 2 nó mới gọi là ổn định và nó bắt đầu mượt hơn. Đây là cái nhận xét của một số anh chị em đã tham gia cái dự án này từ khá lâu rồi. Đấy. Và chính thức là từ quý 1 năm 2024, tức là đầu năm 2024 thì bắt đầu là nó cho đào đào coin. Đấy, và bắt đầu cho đào miễn phí. Và đến gần đây, cách đây khoảng 3 hôm, 3 4 hôm gì đó, 3 hôm thì bắt đầu ra các cái gói post, tức là gói tăng tốc đào. Đấy. Và từ khi có gói tăng tốc đào này thì bắt đầu thị trường nó sôi sục lên. Như vậy là gì ạ? Là anh chị em nếu mà nói thì chúng ta đang là một trong những người ở bắt cái điểm, cái vị thế là không phải là từ đầu, nhưng cái vị thế nó khi mà nó chuẩn bị bay, tức là cái cộng đồng bắt đầu nó đông, nó sôi sục lên. Đấy, còn trước đây thì cộng đồng nó rất là trầm, bởi vì sao? Chia sẻ thì coin miễn phí, cứ chia sẻ giống như thằng Pi ngày xưa, anh em nào biết đào Pi. Đấy, thì mỗi ngày mình vào mình ấn một cái mình đào được ít Pi. Đấy, thì thằng này cũng thế, đào miễn phí mỗi ngày vào ấn một cái. Đấy, ấn nhận coin. Đấy, thì là gì ạ? Đào được một ít. Đấy, sau đó hết một tháng thì bắt đầu nó chuyển đổi từ cái token mà mình đào được đấy sang một cái gọi là coin, nó tên là ATH. Ok không ạ? Rồi. Đấy là cái về website nhé. Website nhé. Mình tham khảo thêm một vài cái nữa. Ví dụ như là vào nhóm nhóm Telegram. Mình vào nhóm Telegram. Đấy. Mình vào Telegram và một số cái Network. Đây. Một số cái nhóm này. Telegram. Đây. Để mình xem cái gì ạ? Nhóm Telegram, vào nhóm này cái là Huy đầu tiên Huy xem là số lượng member. Thế này nó khoảng độ tầm 89.448 member. Đấy, thì anh chị em thấy một cái dự án mà mới launch khoảng hơn 3 tháng mà có gần 90.000 thành viên. Đấy, đấy là cái điều Huy thấy là rất là ấn tượng. Rồi.
một số cái trang khác, ví dụ như là trang Twitter x.com thì nó cũng có số lượng thành viên nó khoảng độ là bao nhiêu đây, 550.000 follow. Anh em thấy cũng được đúng không ạ? Một cái dự án đó mà có 550.000 follow và nó lập ra vào tháng 8 năm 2023 nha anh chị em. Đấy, mới lập cái đây mấy tháng, chưa một năm thì đã có 550.000 follow. Như vậy là gì ạ? Nó làm cộng đồng cực kỳ tốt. Đấy, mình đánh giá nó làm cộng đồng tốt. Thấy chưa? Nó còn con trang Facebook, YouTube với cả YouTube đâu ấy. Nó còn YouTube, nãy mình có xem được cái YouTube. Rồi. Như vậy là gì ạ? Là mình thấy rằng thằng này đang xây dựng cộng đồng rất tốt, đang xây dựng cộng đồng rất tốt anh chị em ạ. Đấy. Rất nhiều những cái bài đăng, các cái bài đăng đều rất chuyên nghiệp, thiết kế đẹp mắt, đó, rất là rõ ràng. Đó. Liên tục bài đăng nhiều lắm. Đây, có 1.300 bài viết này, anh chị em thấy không ạ? Thằng này đã có 1.300 bài viết. Như vậy nó đã là một thằng phát triển rất là tập trung và rất là nghiêm túc. Đấy ạ. Đầu tiên là mình đánh giá về cái mặt gọi là cảm quan trước anh chị em nhé. Rồi sau đấy cụ thể nó là cái gì, nó như thế nào thì anh em tính sau. Nhưng đầu tiên mình cảm quan ạ. Thằng này là cái thằng chuyên nghiệp. Đấy. Cộng đồng nó tốt. Đấy ạ. Ví dụ ở đây nhá, anh chị em thấy này, nó có thông báo này. Đó là gì ạ? Nó có một cái buổi AMA ở trên Binance. Anh chị em biết là trong thị trường coin, Binance là cái sàn top 1 thế giới. Hiện nay Binance đang chiếm khoảng 40 đến 50% cái khối lượng giao dịch của tất cả các cái sàn trên thế giới. Tức là nó phải chiếm hơn 40% cái khối lượng giao dịch trên thế giới. Nó là thằng số 1, không có thằng số 2. Nó số 2 thì không ai số 1 hết. Đấy ạ. Nó bằng khoảng độ 5 cái thằng đứng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, 8, thứ 9 cộng vào với nhau thì mới bằng nó. Thì anh chị em biết thằng Binance như nào. Và Binance nó đã gì ạ? Nó đã live stream, nó cho một cái gọi là AMA, tức là Ask Me Anything. Tức là gì ạ? Hỏi tôi bất kể câu hỏi gì. Vào ngày 27 tháng 3, tức là cách đây khoảng 2 ngày, thì nó đã có một cái buổi gọi là talk show ấy, kiểu như talk show ấy. Sau đó là mình hỏi bất kỳ câu gì hỏi gì. Đấy, thì có thằng Alexander đấy, thì nó là BD của Athen Network này. BD hình như là cái gì director gì đấy, business director gì đấy. Đó. Thì nó đã trả lời trên Binance. Đấy. Anh em có thể vào Binance tham khảo một chút. Vì đăng nhập vào Binance đấy nhé. Đăng nhập vào Binance khác. Để xem cái cộng đồng, xem những cái người họ đang nói gì. Và thằng Binance nó có một cái rất hay này. Không cần biết coi đấy là coi gì. Chỉ cần là gì ạ? Chỉ cần là cái coi đấy có cộng đồng thì nó sẽ được lead. Ví dụ như thằng PP chẳng hạn. Mấy con coi me chẳng có công dụng gì cả. Nhưng mà gì ạ? Có nhiều người quan tâm thì nó sẽ lên. Như vậy là gì ạ? Thằng này nó có một cái phần gọi là launch pad. Tức là nó lấy cái bình chọn của người dùng. Đấy. Nếu như có nhiều người bình chọn là cho cái coi đấy lên sàn, tức là nhiều người muốn cái cộng đồng của cái đồng coi đấy nó vào bình chọn, nhiều người muốn lead cái coi đấy lên sàn thì nó sẽ gì ạ? Thì nó sẽ lead. Đấy, anh chị em nhìn này, ở đây nha, Huy mới vào trong cái phần tin tức nha, phần Square này là cái phần tin tức của Binance nha. Thì ở đây anh chị em thấy không ạ? Đấy, Binance công bố Antenna là dự án tiếp theo trên nền tảng Binance này. Đấy, chưa ấy nha. À, thằng này không phải nha, N không phải nha. Rồi, mình sẽ search này, Athen Network. Rồi, đấy, anh chị em thấy này, rất nhiều người chia sẻ về Athen này. Đấy, được chưa? Đấy, anh chị em thấy không ạ?
Đây, rất nhiều người chia sẻ về Athens Network này. Đó. Rất nhiều người nói về Athens Network này. Được chưa ạ? Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Như vậy là gì ạ? Cộng đồng họ đang chia sẻ về Athens Network rất là nhiều ở trên Binance. Và khi mà có nhiều người chia sẻ trên Binance thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo ra một cái cộng đồng rất tốt. Và ở đây mình đang hiểu rằng cái dự án này là dự án quốc tế nha, không phải dự án của mấy ông Việt Nam đâu. Vì sợ nhất là mấy dự án mà mấy ông Việt Nam tự gọi là tự xây lên, xong đó là tự lùa gà với Việt Nam lại lừa Việt Nam, nó bị sợ lắm. Cho nên là đây là cái dự án quốc tế, được chưa? Và Việt Nam thì thực tế là một cái cộng đồng rất là năng động và cũng khá là mới. Đấy, khá là mới. Đấy, thì anh chị em thấy là Binance cũng rất nhiều người đang họ đang quan tâm và họ đang chia sẻ về 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 Athens Network. Rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính, tức là cái Athens nó là cái gì và nó sẽ như thế nào. Đây. Đây. Thì với cái mission, tức là cái gọi là sứ mệnh, đó là nó xây dựng Athens trở thành một cái nền tảng, nền tảng tạo ra các cái hợp đồng thông minh và sử dụng cái công nghệ AI phi tập trung, những cái kỹ thuật, những cái công nghệ, những cái sáng tạo để tạo ra cuộc cách mạng giúp cho mọi người sử dụng Internet với một cái cách dễ dàng hơn. Đấy, và sau đó thì nó xây dựng những cái app, những cái ứng dụng dựa trên cái nền tảng, tức là nó sẽ tạo ra một cái mạng mainnet tương tự như là ETH, như là BNB, như là Solana, như là Arbitrum, như là Tron, như là rất nhiều các cái mainnet mà ở trên đó người ta có thể tạo ra vô cùng nhiều các loại coin khác nhau. Được chưa? Đấy. Thì có app ở trên App Store, trên iOS rồi, ở trên Android rồi. Đấy. Và đây là cái hệ sinh thái của Athens. Đấy. Thứ nhất đấy là Athens App, là cái nơi để chúng ta đào coin. Đấy. Thứ hai nữa là Athens Dex, đấy là một cái sàn giao dịch phi tập trung. Đấy. Giúp chúng ta giao dịch nhanh hơn và an toàn hơn. Athens ví Athens giúp chúng ta có thể quản lý tiền từ rất nhiều các cái nguồn tiền khác nhau, giống như là ví MetaMask, giống như là ví một số các cái ví khác. Rồi Athens Gaming giúp chúng ta có thể chơi game, và ở đây hiện nay thì Huy thấy là hầu hết là các cái game nó gọi là game 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 bài, tức là game đánh bài. Đấy. Đó. Nói về game, anh chị em có thể tham khảo về cái game. Đó, cái game này thì mình không có đăng nhập trực tiếp trên cái IP Việt Nam được, mà phải fake IP mới vào được, bởi vì là ở Việt Nam thì nó gọi là chưa được cấp phép cho chơi game. Đó, cho nên là cái việc mà truy cập từ Việt Nam đây này, đó, chúng tôi chưa hỗ trợ quốc gia của bạn. Đó, cho nên là chưa truy cập được. Đó. Và sau khi mình fake IP thì mình có thể vào được. Mình chuyển IP của mình sang một quốc gia khác thì vào chơi bình thường. Ok anh chị em nhé. Đây là những cái game mà nó đang gì ạ? Đang hoạt động và sử dụng cái đồng tiền của nó là đồng gì ạ? Đồng Athena. Đó là đồng ATH. Được chưa? Đấy. Và tức là nó đã có những cái ứng dụng để mà sử dụng cái đồng tiền này rồi, chứ không phải một dự án gọi là bây giờ mới ra ý tưởng, được chưa? Đó. Đó, mình có thể là đăng nhập vào. Đó. Đó, mình tạo tài khoản rồi, mình đã tạo tài khoản thằng này. Ở đây anh chị em thấy này, ở đây là Huy có không ATH này, và Huy muốn chơi nha thì Huy deposit vào. Đấy, đây là anh chị em này, ATH token này. Đấy, được chưa? Và hiện nay ấy, thì giá một ATH ở trên cái này nó đang định giá là 0,2 đô. 0,2 đô anh em nhé. 0,2 đô. Và với giá đô hiện nay cứ tính là khoảng 25 thì 0,2 đô nó sẽ rơi vào khoảng độ 5.000 gì đó. 25.000 thì 0,2 đô rơi khoảng 5.000. Được chưa? Đấy. Và cái giá này thì nó sẽ tăng dần theo thời gian. Đó, được chưa? Đấy, mình đặt ATH vào đây là mình chơi được rồi. Như vậy là gì ạ? Là cái dự án này nó đã có ứng dụng rồi.
Và đội nước ngoài thì nó chơi game rất nhiều, anh chị em biết là nó chơi game bằng coin thì nó chơi rất nhiều luôn. Và nó khi mà nó chơi thì sao, thì nó sẽ phải tiêu tiền, nó phải giống như là mình đổi xe ấy, mình vào casino mình phải đổi từ tiền đô la, tiền euro, tiền Việt Nam đồng, tiền Lào, tiền Campuchia, mình phải đổi hết sang cái sẻng đấy, cùng một loại đồng tiền đấy, sau đó dùng cái đồng tiền đấy để chơi đấy ạ. Sau khi mình chơi xong đấy mà mình thắng thì mình lại dùng cái đồng tiền đấy, mình lại đổi sang cái đồng tiền mà mình muốn, mình lại mang đi đấy. Thì đấy là nó có một cái đồng tiền chung, thì đồng tiền ATH này đã có ứng dụng rồi, và hiện nay nó có khoảng độ 600 hay 6.000 cái game gì đó. Đấy, 600 hay 6.000 cái game để cho mọi người chơi. Đấy, thậm chí là gì ạ? Anh chị em có thể bấm vào xem một cái game nào đó. Đấy, bấm vào mình chơi luôn. Mấy cái này mới này, new 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 new. Đấy, bấm thử vào xem. Nó người thật luôn anh chị em nhé. Chia bài chỉ biết cái thứ toàn người thật thôi. Hay cực. Đó. Mình có tiền phát mà mình join join bàn, join table, mình vào mình đặt cược các thứ là ok luôn. Như vậy là gì ạ? Nó có ứng dụng và đã hoạt động một cách ổn định rồi. Đấy, ok không ạ? Đấy là cái mình thấy rất là hay. Đấy. Đây, nó bảo là gì ạ? Số tiền của mày không đủ này, mày có gì ạ? Deposit không? Mày có nạp vào không? Thôi mình để sau nhá. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây này, có những người chơi này, họ đang chơi đây này. Đấy, những người họ đang chơi đây này. Đấy, nó đây là những cái quy định này. Đấy. Xúc sắc nó chạy này. Chơi thật luôn nhá, chơi thật người thật luôn. Đang live live trực tiếp luôn nhá, live toàn cầu luôn. Đấy, và đây là những cái người họ đang 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 gọi là chia bài các thứ đấy, thì nó đang chơi toàn cầu luôn. Đấy, nhưng mà mấy game này thì mình không biết chơi. Đấy, anh em nào biết chơi thì vào đây chơi nhá. Đấy, sơ bộ là như thế. Rồi. À, cái Athens Bridge này, nó là cái gì ạ? Nó là cầu nối để kết nối giữa các cái mạng với nhau. Ví dụ như là một thằng là ETH sang một thằng là Solana, một thằng là BNB, thì các cái mạng đấy khác nhau, thì nó cần một cái bridge, tức là cái cầu nối kết nối giữa cái mainnet khác nhau. Đấy. Thằng này nó là một mainnet nhưng lại có cái cầu nối để nó kết nối các cái mainnet khác nhau để gì ạ? Để mình chuyển đổi từ cái đồng tiền mà trên nền tảng ETH sang một cái đồng tiền trên nền tảng BNB nó dễ dàng hơn. Đấy, trao đổi các cái nền tảng nó dễ hơn. Rồi có cái Athens Foundation, tức là một cái quỹ. Đấy, một cái quỹ để mà chúng ta có thể đầu tư và stake cũng như là có thể kiếm lợi nhuận một cách an toàn. Đấy. Ngoài ra thì trong cái hệ sinh thái của nó có một cái là Athens Launchpad. Launchpad nó là gì ạ? Nó là một cái nền tảng để giúp là gì ạ? Giúp làm cái bệ phóng để giúp cho những cái đồng coin mới lên sàn, giống như thằng Binance nó có Binance Launchpad. Đấy, nó giúp cho những cái đồng coin mới lên sàn thuận lợi hơn, kết nối giữa cái nhà đầu tư với các cái dự án vào tiềm năng. Đấy. Ngoài ra thì nó có một cái Athens e-commerce platform, tức là cái nền tảng thương mại điện tử. Đấy, và cái nền tảng thương mại điện tử toàn cầu này thì dự kiến là họ kết nối với một số các cái một số cái app thương mại điện tử ở châu Âu vào trong trong quý 2 của năm 2024. Tức là từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 gì đó thì nó sẽ kết nối ATH với một số các cái trang thương mại điện tử giống như kiểu Lazada, Shopee ấy, và sử dụng ATH để là một đồng tiền thanh toán trên cái nền tảng thương mại điện tử đó. Đấy, hoặc là nó sẽ tạo ra cái trang web thương mại điện tử riêng và sử dụng cái đồng tiền ATH để là đồng tiền chung. Đấy. Rồi, đây là cái giới thiệu về game app này. Đấy, một giới thiệu chi tiết nãy mình vừa giới thiệu rồi. Được chưa? Rồi, ở đây thì cái số liệu của phân tích về cái mining, tức là cái đào coin ở trên cái app ấy, thì ATH dành cho mining là có 562 triệu, 562 triệu token ATH dùng để mining, và nó sẽ đào coin trong vòng 24 tháng chia làm 4 giai đoạn. Ở giai đoạn 1 thì mỗi một tháng sẽ có 50 triệu ATH được tung ra cho cộng đồng. Giai đoạn 2 là có 25 triệu, giai đoạn 3 là 12,5 triệu, giai đoạn 4 là 6,25 triệu. Như vậy nó giống như thằng Bitcoin ấy, là cứ sau một thời gian thì nó sẽ halving, tức là nó sẽ gì ạ? Đào coin sẽ chỉ được một nửa so với bình thường thôi. Bình thường đào được một đồng thì sau cái thời điểm halving đấy thì nó còn có một nửa thôi. Thế điều này nó có ý nghĩa gì ạ?
tức là gì ạ, là cái đồng coin đấy nó sẽ liên tục tăng giá, nó giống Bitcoin ấy. Bởi vì càng ngày cái khả năng đào coin nó càng hiếm hơn, càng ít hơn, cho nên đồng coin nó sẽ tăng giá. Và nó sử dụng cái tính năng này là rất là thông minh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì anh em mình khi mà tham gia vào, anh em muốn là đồng coin nó không bị lạm phát, nó phải tăng giá, đúng không ạ? Và rất ít các cái dự án có thể xử lý tốt cái điều này, rất ít các dự án có thể xử lý tốt điều này. Rất nhiều các dự án sau khi lên sàn thì bị sản rất nhiều và lạm phát, dẫn đến đồng coin nó bị mất giá. Và khi đồng coin bị mất giá thì sao ạ? Là cộng đồng nó sẽ rời bỏ đi. Ví dụ tôi mua giá là 10 đô, sau một thời gian giá nó còn có 1 đô thôi, thì tôi có kiếm được thêm bao nhiêu coin đi nữa thì cũng không lại so với cái việc mất giá. Nhưng với cái thằng này, bây giờ anh đào được nhiều nhưng mà sau càng ngày anh đào được ít hơn thì tức là giá nó phải tăng lên, đúng không? Giống như thằng Bitcoin, giá càng ngày nó càng tăng. Đó. Chưa kể nó sẽ đốt đi 70% những coin mà nó kiếm được. Ví dụ mình bỏ tiền ra để mình mua cái gói để tăng tốc đào thì nó kiếm được, cái công ty này nó kiếm được bao nhiêu cái coin đấy, nó thu được bao nhiêu coin thì nó đốt đi 70%, còn 30% nó lại chia lại cho cộng đồng đấy. Đấy nhá. Rồi đấy là cái đây, lộ trình đốt mát này đấy, cộng đồng này. Rồi đấy, đại khái là như thế nhá. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái app, trực tiếp vào app của nó nhá, app này. App mình trực tiếp cùng vào, mình tham khảo nha, tham khảo trong app nha. Thì sẽ vào trong cái Recording in progress. Ok. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái màn hình này nha. Chia sẻ màn hình. Rồi. Mình sẽ vào trực tiếp cái app này nha. Anh chị em có thể lên App Store để mình download nha, mình lên App Store này. Được chưa? Mình lên App Store này, xong mình search là Athen Network này. Được chưa? Đó, nếu mà mình dùng Android thì mình lên Android mình download nha. Đây này. Anh chị em thấy không ạ? Nó có Athen Network này. Đó. Anh chị em nhìn thấy cái người đấy nha, anh chị em cái người chủ sở hữu này, đây là nhà cung cấp là Athen Group Ltd, đấy kìa, Ltd nó như kiểu công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đấy. Đấy, như vậy là nó là một công ty đó. Thêm Huy nói thêm một cái điều nữa đó, có thể một số anh chị em có thể là chưa biết đó là gì ạ, cái dự án này thì nó lại không công bố cái thông tin của cái đội test hay là cái đội team đó, thì tức là một cái dự án ẩn danh cái người mà sở hữu cái công ty này. Tuy nhiên họ lại vẫn xuất hiện ở trên các cái sự kiện, họ xuất hiện ở trên các cái live stream trên Binance, và họ có công ty rõ ràng, bởi vì để mà lên được App Store thì cũng không phải đơn giản. Và để lên được Binance, để được Binance cho phép live stream ở trên Binance để giải đáp tất cả thắc mắc của thành viên, của những cái người quan tâm, thì chắc chắn là phải có pháp nhân rõ ràng. Đấy, bởi vì Binance là một cái tổ chức họ rất là uy tín và họ kiểm tra đánh giá rất là kỹ. Đấy, cho nên là Huy có rất nhiều dự án ẩn danh và họ vẫn phát triển rất là tốt. Cho nên là cái này thì nó cũng là một cái tiêu chí mà để mà đánh giá. Ở trong cái các cái tiêu chí đánh giá của Huy. Đấy, tuy nhiên thì nó lại không phải là cái tiêu chí mang tính chất là quyết định. Mặc dù ẩn danh thì nó sẽ có một cái sự rủi ro nhất định. Thì cái này anh em cân nhắc được chưa? Tức là khi mà ẩn danh thì nó có thể biến mất bất kể lúc nào và mình không biết nó là ai, đúng không ạ? Đấy. Vì vậy anh chị em lưu ý cái phần này nhá. Đấy. Rồi. Chúng ta nhấn vào mở nhé. Đấy, mở app này. Thì cái đầu tiên anh chị em thấy là nó gì ạ? Nó ATH. Đây, khám phá Athena Gaming, vào phát anh chị em thấy nó ạ, nó khám phá này với 6.000 gì ạ? 6.000 game. Tiếng ồn. Có khi là dùng hai máy nó bị nhiễu. Không, tiếng chơi game hay gì hay là ai đấy trong Zoom À, bọn trẻ con ở ngoài đường nó hò hét to quá để đóng cái à? cửa. Bọn trẻ con ở ngoài sân nó hò.
Được chưa? Không có cái anh Hùng người chưa tắt mic À, mà cái quạt hay là có không ai chưa tắt không mic? có ai chưa tắt mic cái chơi Có anh game Hùng gì ấy. ôi đúng rồi. À, Phương kiểm tra cho anh nhé. Anh thấy cho em có thì Rồi cho rồi đấy. Đấy mấy anh em chưa tắt mic. Rồi ok anh xem. Rồi 6.000 game anh em ạ. 6.000 game đã có sẵn rồi. Và ở Việt Nam thì nó cấm IP Việt Nam. Đó, nhưng mình fake IP mình vẫn vào được. Và các quốc gia khác thì họ vẫn chơi bình thường. Cái đầu tiên anh chị em thấy là gì ạ? Là ATH sẽ được phân phối sau 2 ngày. Có nghĩa là gì ạ? Tức là mỗi một tháng thì nó sẽ phân phối ATH một lần. Được chưa ạ? Nó phân phối dựa trên cái gì ạ? Dựa trên cái số token, số game mà mình đào được. Số game mình đào được. Được chưa ạ? Đấy. Đây. Ví dụ như ở đây. Ví dụ như ở đây. Là Huy đang có một cái tốc độ là 90 game mỗi một giờ. Và đây là số game mà Huy đã đào được trong ngày hôm nay. Đó. Và sau 12 tiếng thì mình vào đây mình nhấn nhận một lần. Đó, được chưa? Nhận một lần. Và nếu như mình quên nhận trong vòng một ngày thì tức là sau 24 giờ thì nó sẽ dừng, nó sẽ không nhảy nữa. Cho nên là mỗi ngày mình vào mình ấn nhận một lần, được chưa? Mỗi ngày mình nhấn nhận một lần. 12 giờ thì nó cho phép mình nhận một lần nhưng mà tối đa là một ngày. Đấy. Tức là 24 giờ mình vào mình nhận một lần thì vẫn được, nó vẫn tính. Nhưng sau 24 giờ thì nó sẽ không nhảy nữa, nó sẽ không tăng lên nữa. Đấy, cho nên là anh chị em nhớ là mỗi ngày mình vào mình nhận một lần. Rồi. Thế thì cái ATH nó sẽ được phân bố dựa trên số game mình kiếm được. Và số game mình kiếm được dựa trên tổng số game của cả cộng đồng kiếm được. Tôi nói ví dụ như là mình ra cái ngoài nhé, mình nhấn vào phần cộng đồng này. Đây là tổng game đã khai thác được ở trong tháng. Tổng khai thác được trong tháng là 9,4 tỷ game. Cái game này nó chỉ là cái để khai thác thôi nhá, cái token để khai thác thôi nhá. Còn cái đồng coin mà để mà có giá trị là đồng ATH. Được chưa ạ? Thế 9,4 tỷ game này là cả cộng đồng. Nhưng mà chỉ có 50 triệu ATH mà thôi. Được chưa ạ? Trong giai đoạn 1 thì mỗi một tháng sẽ phân phối là 50 triệu. Và đã có 3 tháng rồi. 3 tháng là phân phối 150 triệu rồi. Được chưa ạ? Và tháng này là bước sang tháng thứ tư và chuẩn bị phân phối 50 triệu tiếp theo. Thì lấy là gì ạ? Lấy 50 triệu này, được chưa ạ? Chia cho tổng số game thì sẽ ra được mỗi một game thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu ATH, được chưa ạ? Đó. Và nếu như mà mình có khoảng 1.000 game thì mình nhân với cái tỷ lệ như vậy. Ví dụ như là mình nói là nó có 10 tỷ đi. 10 tỷ game đi. Mà có 50 triệu thôi. Như vậy là gì ạ? Mỗi một game sẽ tương ứng với cả 0,0005. Được chưa ạ? Mỗi game sẽ là tương ứng với 0,005. Đấy. Mà mình nếu mà mình khai thác được 1.000 game thì mình nhân với 0,005 thì mình sẽ ra được số ETH mà mình nhận được. Được chưa ạ? Nếu mà mình có 10.000 game, nếu mình có 100.000 game thì sao ạ? Thì mình sẽ được nhiều hơn. Đấy. Cái tài khoản này thì mới khai thác ngày hôm nay mới được 1.000 đó, được chưa? Nhưng nếu mà một tháng và một năm một tháng thì con số nó sẽ rất lớn đấy. Đấy, con số rất lớn. Đây, đây là cái hệ số poster, tức là hệ tốc độ đào coin, được chưa? Bình thường khi mình vào ấy thì tốc độ này nó là gì ạ? Là 100%. Nhưng mà mình có thể tăng tốc độ lên. Đấy, ví dụ ở đây là tăng tốc lên là 8.915%. Như vậy là gì ạ? Tốc độ tăng là 8,9 lần, được chưa ạ? Đấy, và để tăng tốc lên thì chúng ta nhấn vào phần này, nó có hai cái phần để tăng tốc. Một là tăng tốc bằng ATH, tức là mình mua cái tăng tốc bằng ATH. Cái thứ hai mình tăng tốc từ cái việc là gói thành viên. Tăng tốc bằng ATH thì nó có những cái gói như sau. Đấy là gói 20 ATH thì tăng gấp gì ạ? Gấp đôi. Đấy, 200%. 40 ATH thì tăng x4 lên, thêm 400%. Đấy, 100 ATH thì tăng gì ạ? 1.000%. 300 ATH thì tăng 3.000%. 900 ATH thì tăng 9.000%. Được chưa ạ? Và nếu như mà chúng ta giới thiệu cho một cái người F1 của chúng ta, họ mua cái gói 900 này thì chúng ta sẽ được thưởng là 225% cái tốc độ đảo.
Cái phần trăm này phần trăm tốc độ đào sẽ cộng trực tiếp vào cái tốc độ đào của chúng ta. Được chưa? Nếu như mà chúng ta có F2 họ mua gói này thì chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu ạ? 135%. Tức là khoảng độ 15% của cái tốc độ đào của cái người đấy. Người đấy họ mua họ được 9.000 thì mình được 5% của họ. Được chưa? Đấy là F2. Nếu như F1 mua họ được 9.000 thì mình được gì ạ? Mình được 10% hay là mấy phần trăm đấy. Ở đây là ví dụ như là 1.000 nhé. 1.000 thì mình được 25 này. Đấy, nó khoảng độ mấy, nó được ít thôi, không được nhiều đâu anh chị em ơi. Được một tí thôi. Đấy. Ok không ạ? Rồi. Nếu như mà chúng ta post từ gói thành viên, push từ gói thành viên thì nó có ba cái gói. Gói đầu tiên là gói Bronze, tức là gói đồng. Gói đồng hiện nay đã có 122.000 người mua. 122.000 người mua gói đồng này. Được chưa ạ? Và hoa hồng F1, hoa hồng F2 này. Đấy. Được chưa ạ? Và khi mà mua gói đồng này thì chúng ta sẽ mất giá là 3 đô. 3 đô chúng ta sẽ tăng lên là 300%. Được chưa ạ? Từ 3 đô chúng ta sẽ tăng gấp 3 lần cái tốc độ đào. Được chưa ạ? Đấy, và được chia một cái cổ đông đồng chia một chút, đồng chia hàng tháng một chút thôi, không nhiều, được chưa? Và được nhận được cái phần thưởng của cái người F1 F2 nếu mà họ mua. Đấy, F1 F2 họ mua thì mình cũng đâu được 10% với 5% ấy, cái tốc độ đào ấy, 10% cái tốc độ đào của họ. Ví dụ như họ được 300 tốc độ đào thì mình được 30, kiểu kiểu vậy đó. Tức là mỗi người thì mình được một ít. F1 thì được 10%, F2 thì được 5%. Và cái hoa hồng F1 đấy, hoa hồng khi mà họ mua ấy, họ mua là 3 đô thì mình cũng được cái phần trăm là đâu đó được khoảng 30% của họ, 30% của F1 đấy. Và F2 mình cũng được một chút, được 15% của F2. Như vậy là gì ạ? Tổng F1 F2 nếu như mà mình nhận được thì mình sẽ nhận được khoảng tổng là công ty họ sẽ chia là 45% trực tiếp bằng bằng đô nhé. Đây là thưởng bằng đô nhé. Như vậy là gì ạ? Khi mà mình có một F1 họ lên gói thành viên premium thì chúng ta có hai quyền lợi. Quyền lợi thứ nhất đấy là được gì ạ? Trả hoa hồng bằng gì ạ? Bằng đô. Thứ hai là được cộng thêm tốc độ đảo, được chưa ạ? Cái gói thứ hai là gói silver thì gói này đã có 17.000 người mua, 17.500 người mua. Được chưa? Chia sẻ doanh thu này. Đấy, chia sẻ doanh thu này. Thì khi mà công ty á thì nó sẽ có doanh thu. Doanh thu khi nào ạ? Doanh thu khi có người mua ATH từ cái phí KYC, mỗi lần KYC mình mất 2 ATH. Khi mình chuyển ATH mình cũng mất đâu nó 0,2 hay là 0,2 đến 1% gì đó cái phí chuyển ATH. Từ cái phí POS, tức là khi mà mình push mình mua cái gói để push, tức là để tăng tốc ấy, thì công ty sẽ nhận được cái ATH đấy. Và từ cái phí mà stake cũng như là unstake, khi mà mình stake thì mình không mất phí, nhưng mà mình unstake, stake là gì ạ? Là mình kiểu cho vay ấy, kiểu như mình ký quỹ ấy. Đấy. Đấy, kiểu như mình đầu tư ấy. Đó. Thì tí nữa Huy sẽ nói về phần stake này, thì khi đó nó sẽ có cái phí đó. Và tổng tất cả các cái gì ạ, các cái thu nhập này thì nó là tổng doanh thu của dạ, của công ty. Thì doanh thu của công ty đây hiện nay nó là 19,8 triệu gần 20 triệu ATH. Thì 20 triệu ATH này công ty sẽ phân bổ như nào? Thứ nhất, đấy là gì ạ? 70% là đốt vĩnh viễn, đốt tức là sao ạ? Là hủy luôn. Tại sao nó lại hủy ạ? Hủy cái này có một tác dụng, đó là gì ạ? Làm giảm số lượng ATH lưu hành trên thị trường. Khi giảm số lượng lưu hành trên thị trường thì đồng nghĩa với việc gì ạ? Đồng nghĩa với cái việc là giá trị đồng ATH sẽ tăng lên. Nếu không hủy thì nó sẽ dây đến một tình trạng nó sẽ bị gì ạ? Bị lạm phát, đúng không ạ? Số tiền nó càng ngày càng tăng lên, nó quá nhiều, nó mà lạm phát. Nhưng mà nó hủy đi thì số lượng ATH sẽ giảm. Ngoài ra còn 30% nó sẽ chia lại cho cộng đồng. Trong đó 5% dành cho tất cả những cái người thành viên đồng. Ví dụ như này, 5% của gì ạ? Của 20 triệu ATH là khoảng đâu đó là 50%, 50% là 10 triệu, 5% là khoảng độ 100 ngàn. 100 ngàn, đúng không ạ? 100 ngàn ATH mà chia cho hơn 100.000
cái người mà đồng này 122.000 đồng này, nghĩa là mỗi người chưa được một ATH, được chưa ạ? Tức là chia cái đồng chia đấy, đồng chia toàn cầu đấy, tất cả những người nào mà đã mua cái gói đồng đấy để đều được đồng chia trong cái quỹ 5% này. 10% nó đưa vào quỹ thưởng cho thành viên silver, thành viên bạc. Tức là sao ạ? 10% tức khoảng 200.000. 200.000 ATH nó sẽ chia cho bao nhiêu ông ạ? Chia cho 17.500 ông. Như vậy là sao ạ? Số ATH nhiều hơn, trong khi chia cho số người thì làm sao ạ? Thì ít hơn. Đúng ạ? Thì số lượng sẽ được nhiều hơn. Đấy, anh chị em nó nhanh tay chia hộ Huy xem nào. 200.000 chia cho 17.500. Đấy, thì mỗi ông sẽ được đâu đó khoảng 14 ATH. Được chưa? Rồi. Ở cấp bậc Gold, ở Silver này thì số tiền chúng ta phải bỏ ra mua là 30 USDT anh chị em nhá. 30 USDT. Rồi. Gói Golden này thì anh chị em bỏ ra là 100 đô. 99 đô hay 100 đô gì ạ? 99 đô. Đó. Thì đã có 4.000 người mua cái gói Golden này. Và khi mua gói Golden này ấy, thì anh chị em sẽ được tăng tốc độ khai thác lên là 11.000%. 11.000% anh em nhé. Đó, tăng lên 11 lần. Riêng cái này thôi. Còn Silver thì tăng lên 4.000%, tức là tăng lên gấp 4 lần. Còn Golden là tăng 11.000%. Đấy. F1 mà mua gói này thì mình được 1.000. Đấy. F2 mua gói này mình được gì ạ? Mình được 500. 500%. Đấy. Rồi. Và đồng chia 15%. 15% của 20 triệu thì nó rơi vào khoảng độ 300.000. 300.000 ATH sẽ chia cho bao nhiêu ông đấy? 4.000 ông. Cho 4.200 ông đi. Được chưa ạ? 300.000 chia cho khoảng 4.200 ông. Thì nó rơi qua khoảng độ đâu? Đúng rồi. Thì đâu nhỉ? Đây nha. 20 triệu này. 20 triệu nhân với 15%. Đây 15% tương đương với cả 2,9 triệu. 2,9 triệu này. 2,9 triệu ATH này. Ở đây nó có tương đương luôn này. Con số luôn này. Đấy, lấy 2,9 triệu này chia cho số lượng người đã mua Golden. Đấy, anh chị em lấy 2,9 triệu chia cho 4.000, anh chị em sẽ ra được mỗi người sẽ nhận được một số lượng ATH nhất định. Con số nó cũng to đấy, đúng không ạ? Số người chia, số chia thì nhỏ hơn, số bị chia thì to hơn. Đấy. Mà có điều đặc biệt này, có điều đặc biệt đấy là gì ạ? 2 ngày nữa là nó chia rồi. Anh chị em tưởng tượng là nếu mà anh em bây giờ mà anh em mua gói Golden ấy thì sao ạ? 2 ngày nữa anh em được chia đồng chia giống nhau luôn. Kể cả các ông nào vào trước đấy là 3 tháng, 5 tháng hay là bao nhiêu đấy không cần biết. Nhưng mà bây giờ là gì ạ? Tất cả anh em mà vào ngày hôm nay, ngày mai, tức là trước cái khi mà nó kết thúc cái này, anh chị em vào gói Golden là anh chị em được đồng chia luôn. Đồng chia tức là giống nhau ấy, chia đều giống nhau, tất cả ông nào Golden là được chia giống nhau luôn. Được chưa? Đấy. Cho nên là nếu anh chị em thấy dự án này hay thì anh chị em nên vào gói Golden càng sớm càng tốt. Gói Golden mới được nhiều chứ gói Prom thì được ít lắm. 3 đô thì gọi là mất thì thôi, gọi là thử. Nhưng mà nếu mà thấy rằng đây là một cái dự án hay thì mình nên vào gói Golden luôn. Rồi. Ở đây nó có cái phần tiết kiệm nha. Có phần tiết kiệm này. Phần tiết kiệm này thì anh chị em thấy nha, là nó sẽ có số người tham gia gửi tiết kiệm là bao nhiêu ạ? Hơn 100.000 người. Hơn 100.000 người. Số lượng ATH đã gửi là hơn 32 triệu. Đấy, với lợi nhuận là 32. Đấy, chúng ta sẽ xem chi tiết. Gói 12 tháng lãi suất là 14%. 14% trong vòng 12 tháng. Cực kỳ thấp anh chị em. Tính ra mỗi một tháng bao nhiêu ạ? Mỗi một tháng rất thấp. Được chưa ạ? Đấy. 6 tháng mà có 8,9%. Như vậy anh chị em thấy không? Là nó chỉ được có 1,5% một tháng thôi. 1,5% một tháng thôi. Điều này có nghĩa là gì ạ? Lợi nhuận không cao. Nó không phải là 20% hay là 30% một tháng giống như các coin đa cấp khác. Có đúng không ạ? Mà lãi suất ở đây nó chỉ có hơn 1 chấm một tháng thôi. Không hề cao.
Được chưa? Lãi suất ngân hàng Vietcombank bây giờ đang khoảng độ tầm 5.5 là một năm ấy, khoảng 5.5 một năm, tức là mỗi một tháng có 0,49% thôi. Đấy, thì thằng này nếu mà gửi một năm thì được 14%, cao hơn lãi ngân hàng. Được chưa? Đó. Đây, gọi linh hoạt rút lúc nào cũng được, 3,4% thôi. 3,4% là gì ạ? Là một năm đấy. Đấy, gần như là giống mình gửi ngân hàng lãi suất gọi là thả nổi đấy, là 0,7% một năm ấy. Đó. Đấy, còn nếu mà gửi 3 tháng thì lãi suất là gần 6%, tức là khoảng độ 2% một tháng. Thì điều này nghĩa là gì ạ? Nghĩa là cái giá trị cái đồng coin này nó cao. Anh chị em tưởng tượng này, lãi suất đồng đô la Mỹ là thấp hơn lãi suất đồng Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì giá trị đồng đô la Mỹ cao hơn và ổn định hơn. Đúng không ạ? Thậm chí một số nước ở châu Âu thì lãi suất nó còn 0%, thậm chí là âm. Đấy. Thì đồng tiền nó càng gì ạ? Càng có giá thì lãi suất nó càng thấp. Còn đồng tiền càng mất giá thì lãi suất càng càng cao. Đấy chưa ạ? Đấy. Khi mà lạm phát càng cao thì lãi suất càng cao. Điều này có nghĩa là gì ạ? Là đồng tiền này nó sẽ không không dễ bị lạm phát, và nó là một đồng tiền sẽ giữ giá tốt và có giá trị. Được chưa? Ở đây thì nó có khu gaming này, nó có phần bảng xếp hạng này. Đấy, ví dụ bảng xếp hạng anh em thấy là mấy là toàn mấy thằng Tây, mấy thằng nước ngoài. Đây là số game mà nó sở hữu. Đấy, số game mà họ sở hữu. Đấy, đây là những người gọi là top đầu vào từ cái đợt đầu, và hiện nay họ đang sở hữu số lượng rất lớn. Đó. Được chưa? Đó. Rồi. À, chúng ta vào phần cộng đồng. Và cộng đồng thì hiện nay tổng người dùng nó là 4.133.323 người. Hiện nay đang online là 120.000 người online. 120.000 người đang mở cái app này. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Cái app này mới ra mắt được khoảng độ 4 tháng, gần 4 tháng. Và hiện nay đã có 4 triệu người dùng, và mỗi lần mở lên online trên 100.000 người. Anh chị em thấy tưởng tượng không ạ? Tổng số game khai thác trong tháng, đấy, hơn 9 tỷ này, hơn 9 tỷ game. Tổng số game đã khai thác là 13 tỷ game, 13 tỷ game. Anh chị em thấy cái điều gì ở đây ạ? 13 tỷ game đã khai thác, nhưng riêng trong tháng 3 này, tổng số game khai thác trong tháng 3 bằng 4 hơn số game của 3 tháng trước cộng lại. Nếu như mà mình tính là còn 2 ngày nữa là đến hết tháng thứ 4 nhé, thì 3 tháng đầu số lượng game khai thác được nó rơi vào đó khoảng độ 14 tỷ đi. 14 tỷ đi, 13 tỷ 9 trừ đi 4 tỷ 9 9 tỷ 4 thì nó rơi khoảng độ hơn 4 tỷ gì một chút. Đúng không ạ? 3 tháng khai thác được hơn 4 tỷ game. Trong khi riêng 1 tháng 3 nó khai thác được bao nhiêu ạ? 9 tỷ. Tức là gấp đôi của 3 tháng đầu cộng bảng. Điều này chứng tỏ cái gì anh chị em? Điều này chứng tỏ là sự bùng nổ bắt đầu vào tháng 3. Tháng 3 này là tháng bắt đầu bùng nổ về Athens Network. Và ngày hôm nay thì chúng ta vào cuối tháng 3. Và nếu như mà mình biết cái dự án này từ đợt đầu, có khi mình cũng không tham gia, bởi vì lúc đầu cái app của nó còn còn rất là dở hơi. Đấy, cái thứ hai nữa là chưa biết được là liệu nó có thành công hay không, liệu nó có marketing tốt hay không, liệu số lượng thành viên có tăng hay không. Nhưng mà đến thời điểm này anh chị em thấy 4 triệu thành viên là một con số rất lớn. Số lượng online hiện tại là gì ạ? 120.000, cộng với sự bùng nổ chúng ta nhìn thấy không ạ, là trong tháng 3 nó đã bùng nổ. Số lượng game khai thác trong tháng 3 gấp đôi bằng 3 tháng trước cộng vào. Như vậy là gì ạ? Thôi mình bỏ 3 tháng trước đi. Bỏ 3 tháng trước không 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 tính. Bởi vì sao ạ? Nếu mà mình có vào 3 tháng trước thì nó chưa có mấy cái gói push, mấy gói thành viên ấy, chưa có mấy gói thành viên. Cho nên là gì ạ? Nếu mà có gọi là có đào ấy thì nó cũng không được bao nhiêu cả. Nhưng mà bây giờ có gói push rồi, gói push tốc độ rồi. Thì bây giờ mình vào sau một tí, nhưng mà mình push với cái số lượng gọi là maximum là gold này, mình lên gold này. Đấy, nên thành viên là gold, thành viên vàng này. Cộng với cả gì ạ? Cộng với cả hết các cái gói push ATH thì mình khai thác nó cũng không thua gì các ông khác. Và các ông khác mỗi tháng reset lại từ đầu. Được chưa ạ? Mỗi tháng reset lại từ đầu. Cho nên là gì ạ? Cho nên là mình vào bây giờ là thời điểm hợp lý, thời điểm đẹp. Không hề muộn một tí nào, và thậm chí là gì ạ?
À, đang có một thời điểm rất là mới, rất là tốt, được chưa? Ok nhé. Rồi. À, ví này. Ở đây chúng ta có thể gửi, chúng ta có thể nhận ATH này. À, chúng ta có thể gửi nhận GEM này. Chúng ta có thể gửi nhận USDT này. Và có một cái đồng nữa, đây là đồng Lion. Cái đồng này thì nó đang kỳ vọng nó giống như cái đồng Pepe ấy. Đó là đồng meme coin. Và trong thời gian đến ngày hôm đến đến 2 ngày nữa này, 2 ngày nữa này thì nó sẽ gọi là tặng đồng Lion để xây dựng cộng đồng. Và mỗi một coin, mỗi một game mình kiếm được, mỗi một game mình đào được, được chưa? Nó sẽ quy đổi ra là 150 Lion. Một game này nhé, một game sẽ tương ứng với 150 Lion. Và đồng này nó giống như đồng Dogecoin, giống như đồng Pepe, tức là đồng này là đồng meme coin, nó chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng mà đồng này nó đang đang gọi là truyền thông cực kỳ mạnh luôn. Và tại sao một cái đồng Pepe chẳng có tác động gì mà nó lại tăng giá được? Bởi vì sao ạ? Bởi vì có nhiều người thích, nhiều người chơi, nhiều người tin nó sẽ tăng giá. Cho nên là gì ạ? Cho nên nó sẽ tăng giá. Thế thôi. Chả có một cái gì cả. Cho nên thằng này nó đã có sẵn cộng đồng rồi. Bây giờ nó đưa ra một cái đồng Pepe, giống như đồng Pepe, giống như đồng meme coin đấy. Được chưa ạ? Và nó tặng cho thành viên. Và đây cũng là một cái quyền lợi. Tự nhiên mình được không? Anh chị em tưởng tượng có 1.000 game thì là mình đã có bao nhiêu ạ? 1.000 nhân 150 là 150.000 Lion đó. 150.000 Lion đó. Là được không? Chẳng có gì cả. Free. Và nếu như mà thằng này nó tăng giá, nếu như mà thằng này nó được bơm thổi ABC này kia và nó tăng lên x10, x20, x100 thì tự nhiên mình kiếm được một ít, mình kiếm được một mớ mà mình chẳng mất gì. Đấy, cái này nó cộng thêm gọi là xổ số thưởng thêm. Đấy, và hiện nay thì cái dự án này nó đang đang truyền thông đẩy cái đồng Lion lên rất là nhiều và đang mong muốn đồng này nó là một cái đồng PP mới. Đấy, thấy, tương đương PP. Anh chị em biết PP một con meme coin chả có tác dụng gì mà bây giờ nó đã lên top 20 những cái đồng coin có vốn hóa lớn nhất thế giới rồi. Đấy, hoặc là đồng Dogecoin là đang xếp thứ 9. Chả có tác dụng gì mẹ gì cả. Nhưng mà gì ạ? Hiện nay đang xếp thứ 9 về vốn hóa trên thị trường. Đấy, thì anh chị em biết ạ. Đó. Rồi. Đấy, mình có thể gửi nhận, mình có thể rút tiền. Đấy, mình có thể rút USDT. Đấy. Mình kiếm được USDT mình có thể rút ra. Được chưa ạ? USDT mình kiếm bằng cách nào ạ? Kiếm bằng cách mình giới thiệu thành viên. Được chưa ạ? Ví dụ mình giới thiệu một thành viên mình được 30%. Mình giới thiệu 3 thành viên thì mình gần như hòa vốn rồi. Được chưa ạ? Giới thiệu 3 thành viên mình hòa vốn. Ví dụ như là mình mua gói vàng 100 đô đi, mình giới thiệu 3 người mua gói vàng. Đấy, là mình kiếm được 100 đô là hoàn vốn rồi. Đấy, và push thì cũng gói vàng là 11.000%. Anh em đúng không ạ? Đấy. Thì là mình hoa vốn đâu mất gì đâu, coi như là bỏ ra bao nhiêu rút về bấy nhiêu rồi là yên tâm rồi, được chưa? Yên tâm là cứ thế là nhận coin nhận đấy thôi, lãi thì được còn mất thì sao ạ? Mất thì coi như là trò chơi cũng cũng chả mất gì, được chưa? Đấy thì đấy là cái việc mà mình giới thiệu rồi. À, như vậy là mình có mấy cái cách để mà mình kiếm tiền. Cách thứ nhất đấy là đào game, sau đó quy đổi sang ATH, chờ ATH nó tăng giá thì chúng ta sẽ bán. Và hiện nay ở thị trường thì chúng ta có cộng đồng để mà mua bán game ATH trao đổi này. Đấy, thì cái nhóm này cũng khoảng 700 thành viên. Nhóm chợ mua bán này. Đây, nhóm này đang khoảng độ 700 thành viên này. Đấy. Và hiện nay họ đang mua cả game này. Mua 100k game giá 6 đồng này. Đấy. Mua ATH này, ATH này mua giá 1.350 này. Đấy. Bao nhiêu cũng bán này. Đây này, giá ATH đang bao nhiêu này? Thì một cậu admin cậu với chia sẻ là 1.500. Tức là gì ạ? Hiện nay ấy, là trong cộng đồng đang tự giao dịch với nhau. Đấy là 1.500 đồng một ATH và 6 đồng. 6 đồng hoặc 5,5 đồng Việt Nam đồng ấy, đồng con ấy. Đấy là game 100.000 game giá 5,5 đồng. Đây là hầu hết là anh chị em thấy là gì ạ? Là cần mua 2.000 ATH. Được chưa ạ? Rồi. Cần mua ATH giá 1.350 đồng, bao nhiêu cũng mua. Đấy, cần mua 10 triệu game, anh chị em thấy không ạ? Toàn là người cần mua thôi và không thấy ai báo cần bán. Đấy, cần mua gấp 10 triệu game giá 5 5.500 5,5 đồng. Đấy, cần mua 100.000 game giá 6 đồng. Đấy, cần 10.000 game
để đi đánh lô đấy. Đấy. Cần mua 300.000 game. Đó. Được chưa? Đó. Rồi. Thì đấy là cái anh chị em thấy rằng là nếu anh chị em có game, nếu anh chị em có game mà chưa đến ngày nó chia ATH, anh chị em mang game lên đây bán. Ok không ạ? Nếu anh chị em có ATH, anh chị em mang lên đây bán. Đấy ạ. Đây. Ví dụ như là có người họ mua là 1.450. Đấy, có người thì mua ở đây cần mua này. Đấy. Đây có ông này bán là 287 ATH này. Đấy. Ông này mua 350 này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây, rất nhiều người vào hỏi mua giá ATH như nào rồi. Như vậy là gì ạ? Giá ATH nó sẽ tăng giảm tùy theo nhu cầu của thị trường. Đấy chưa ạ? Nếu thị trường có nhu cầu nhiều thì nó tự động nó sẽ tăng lên, nhu cầu ít thì tự động nó giảm đi, nó sẽ theo giá thị trường. Và hiện nay giá thị trường đang mua gọi là chợ đen đấy, đang giá nó khoảng độ 1.350 cho đến 1.500 đấy, được chưa? Rồi ok nhé. Còn gì nữa không nhỉ? Anh chị em có game thì cứ có game có ATH thì gom vào, xong đầu là Huy với cả một số anh chị em ở bên trên là sẽ mua hết. Tất nhiên là khi mình mua thì mình sẽ mua giá rẻ hơn một chút, mà mình bán mình sẽ bán cao hơn một chút. Thì đấy là một cách để mình kiếm tiền. Đúng không ạ? Có nhiều người thì họ cứ mua đi bán lại ATH thôi, họ cứ mua rẻ, họ cứ gom. Ai bán mua, mua 1.350 xong họ bán giá 1.500. Đấy, thì có một độ như vậy. À, cứ mua xong bán, mua xong bán. Đấy, rồi cách tiếp theo nữa là mình chia sẻ, mình giới thiệu thành viên. Thì một là mình mining này, hai là mình staking này, staking là gửi tiết kiệm này, ba là mình mua đi bán lại cái đồng ATH này. Đấy, bốn là mình giới thiệu thành viên này, và đến quý 4 thì thằng ATH này nó sẽ list các cái sàn các cái sàn phi tập trung và sàn tập trung. Đấy, rồi đến tháng 5 gì đó thì nó dự kiến nó sẽ lên sàn Binance đó, và khi lên được Binance thì anh chị em biết là cộng đồng nó sẽ rất là lớn và giá nó sẽ tăng rất là mạnh. Chưa kể là đồng này nó đã được sử dụng để dùng trong các cái game, các cái game đánh bài vậy đó. Đấy, còn gì không nhỉ? Đấy, hết rồi nha. Anh chị em muốn giới thiệu thành viên thì anh chị em nhấn vào phần mạng lưới này, mình copy cái mã giới thiệu mình gửi cho thành viên nha, được, xong họ tải app về, họ đăng ký với cái mã này, thế là xong đấy nhá. Rồi, ngoài ra thì một số chi tiết hơn thì anh em nào tham gia thì mình sẽ hỏi thêm. Ok không ạ?